cao nên là khi dọn rác nó cũng rất là dễ. Từ đa số lượng tắt một phát tắt đi. Cái này là cái gì được? Tắt tổng. Còn nếu mà ví dụ bị cái gì từ anh ơi, đừng đừng ấy nhá. Đang chỉnh. À không, ấn làm gì? À, lúc nào anh cho phép ấn thì nó chết dở. Tại sao lại không phần sự miễn bảo. Cái chi tiết này mình mọi người phải dầu nhớt đầy đủ nhé, kể cả những cái hàng dưới này. Đấy các bạn đi lấy gỗ này. Hàng dưới này. Tu. Anh Béo vác gỗ đi cho giảm cân. Chưa, là gì vác gỗ đi. Vác tí, vác mấy cái để thử máy đã cho phấn khởi đã. Thật. Em lâu em mới lười. Bác mà không vác thì ông này là vợ con mất nhở lắm đấy. Bao giờ một người phải có bàn, thêm bàn ra đây cái là nó rơi ra đây luôn, ván đẹp ra đây luôn. Đây làm mấy năm rồi. Nếu mà cây to mà không cong lên nữa thì mà cong xuống thì cây bé không ngờ bóc được bán.